chỗ này người đâm chích chích ở dưới người, rồi nhét chị vô nằm dưới đây nè, cho nó cắt cái đầu lên nó lướt nước nha. Cái này hoàn thành nha mọi người. Đó. Nhìn đẹp không? Mày thấy video này hay cho ông xin một like nha, bật đăng ký nha. Này là cho để chống dính cỏ nè, đó. Nhẹ rất là nhẹ. Đây gắn vô cần câu mọi người để mình test cho mọi người xem nha.
chì chuẩn là chuẩn như đây nè, là nó không có bị lặt như nè, đó thấy không, bỏ bỏ là nó chì nó cũng lặt lên đây nè, à, bỏ ngược nè nha, thấy nha. Như mình quăng ngược cái cũng lặt đầu lên nè, thấy không đó. Cái này đó. Mình ít cá lóc lắm, đi phải đi xa thì có dịp đi xa cũng quay clip nha, cho người xem đó. Rồi cái video của bạn hướng dẫn chia sẻ làm màu giả tới đây cũng kết thúc nha. Hẹn người lại video sau, người thấy video này hay nhớ cho bạn xin một like, một lượt đăng ký kênh nha.